Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình và tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn về nhà tô màu bức tranh về chủ đề nội thất trong gia đình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tô màu bức tranh về một phòng tắm. Ở đây có bồn tắm này, chậu rửa mặt, nhà vệ sinh và đèn. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chiếc rèm này màu cam. Cái giỏ của nhà này mình sẽ tô màu vàng. Chiếc thảm này mình sẽ tô màu xanh dương. Tiếp đến thảm nhà vệ sinh mình cũng sẽ tô màu xanh. Chú vịt mình sẽ tô màu vàng. Chú viền trước gương mình sẽ tô màu xám nha. Đồ nội thất hôm nay mình sẽ tô màu xám. Chiếc đèn mình sẽ tô màu vàng. Về phần gạch lát tường mình sẽ tô màu xanh nước biển. Sàn nhà mình sẽ tô màu đen sữa.
bạn thấy mình tô màu có đẹp không? Thì hôm nay mình đã tô màu xong bức tranh nội thất ở trong phòng tắm rồi các bạn nhé. Ở đây mình tô sàn nhà là màu be sữa và tông màu trong phòng sẽ là màu xanh dương các bạn nha. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào.